Hiện tại thì ở trên tay em đang là một con 14 Pro Max đã ép cáp rồi. Và khi mà anh em nhìn bên ngoài thì anh em không thể nào biết được, bởi vì mà anh em nhìn bên ngoài ấy là thấy màn của nó vẫn là màn zin này. Đấy, vỏ zin, camera zin, kính lưng zin. Bởi vì cái ép cáp này ấy là nó không tác động gì bên ngoài cả, nên nhìn mọi thứ bên ngoài nó vẫn zin. Nhưng mà khi mà anh em đi mua máy ấy, anh em không được bóc ra kiểm tra bên trong thì anh em không thể nào mà biết được. Đấy, thì một con máy ấy đã ép cáp mở ra kiểm tra bên trong thì anh em sẽ thấy. Đây, ví dụ như cái phần này nhá. Đấy. Bởi vì là nó sẽ nhấc nguyên cả cái cụm cáp này ra rồi, nên là khi mà dán lại ấy, thì nó vẫn còn nguyên cái lớp keo ở dưới đây này. Đây, đây là một con máy đã bị ép cáp rồi nhá. Đấy, còn cái phần dưới siêu ở dưới này, có cái lớp siêu đen ở dưới này, nó đã cắt bớt đi rồi. Cái phần siêu bên này ấy, nó cắt nhưng mà nó còn bị lởm chởm cơ, xiên xiên vẹo vẹo cơ, cắt không đều cơ. Đấy, anh em có thể nhìn cái phần siêu đen ở bên này nhá, bên trái này nhá. Đấy, còn cái phần dưới ngang viền đây này, anh em có thể thấy một cái viền vàng ở đây là nó đã cắt bớt đi rồi. Đấy, còn cái phần bên này thì nó đã mất nguyên cái lớp siêu đen ở bên này rồi, và có rất nhiều vân tay bám ở đây nhá. Đấy, thì đây bây giờ em cho anh em xem một cái con máy zin, một con máy zin ở bên trong của nó nhá. Đây, một con máy zin bên trong của nó này. Đấy, anh em nhìn, đầu tiên nhìn vào là nó đã đẹp hơn rồi đúng không? Đấy, còn cái phần cáp này, nó cũng rất đều và đẹp, và nó không thể nào có một lớp keo thừa ở đây, không hề có keo thừa hay là nhấc lên có cái keo ở đây cả. Đấy, còn cái phần siêu đen ở dưới này, đấy là nó có một cái phần siêu dán khít khìn khịt ở dưới này. Đấy, không không lộ cái viền vàng hay lộ cái lớp cắt gì, nó khít khìn khịt ở dưới này luôn. Đấy, còn bên này nó có một cái lớp siêu đen ở đây. Đấy, thì đấy là với một cái con máy mà màn zin mà chưa động chạm gì đến màn hay chưa ép cáp gì cả, thì anh em nhìn thấy nó có cái điểm khác biệt đấy đúng không? Còn đối với một con máy ép cáp ấy thì nó không động chạm gì cái phần bên trên này cả, nên là những cái lớp lớp siêu, lớp gioăng bảo vệ mắt cam hay mắt phê đi nó vẫn còn nguyên nhá. Đấy, siêu màn nó vẫn còn nguyên. Ví dụ như là ép cảm ứng này hay là ép kính thì nó sẽ mất hết những cái lớp bảo vệ ở trên mấy con mắt cam này, mắt phê đi này, nó sẽ mất hết các lớp xốp đệm đấy. Thì bây giờ anh em đi mua máy, anh em không được mở ra kiểm tra bên trong, nhưng mà anh em nhìn bên ngoài là thấy zin hết rồi, máy thì đẹp keng, nhìn bên ngoài thấy zin hết, hết chức năng ok ngon nghẻ hết, shop thì lại cam kết là máy zin nguyên bản mà giá thì lại rẻ hơn vài ba củ, thì anh em có mua không? Chắc chắn là nghe shop tư vấn xong với cả nghe giá xong ấy là anh em mua luôn, quất luôn, không phải nghĩ nhiều. Nhiều khi ấy, em bảo anh em ham rẻ thì anh em lại tự ái. Nhưng mà nói chung ấy, một con iPhone ấy nó có muôn vàn lỗi mà không mở ra thì anh em không thể nào mà biết được. Và đối với cái dòng 14 Pro Max này nhá, thì tỷ lệ lỗi phích màn này, ép cáp không nhiều. Nhưng mà đấy là khi anh em mua ở một cửa hàng uy tín, mà chắc chắn uy tín ấy, thì giá nó phải cao hơn. Và bởi vì là tất cả các máy nhập vào đều được tuyển chọn kỹ càng chứ không phải là kiểu hồ lốn. Nên là anh em đi mua một con máy với cái giá rẻ hơn vài ba triệu, thậm chí là 4-5 triệu thì nói thật là không có chuyện zin đâu. Thế nhá.